hay ăn tên trăng rằm tháng tư, một giọng ca của năm ca sĩ Hồ Thất Tùng. Xin một cảm ơn Hồ Thất Tùng. Dạ, quý vị khán giả chính là đi quý vị tại chùa Pháp Cụ ngày hôm nay. Quý vị ơi, ngày hôm nay có vui không ạ? Dạ, hôm nay là rất là nhiều ca nghệ sĩ cũng như là cô chú anh chị em ngôi sao ca nhạc dạ, về đây tụ họp về đây chùa của chúng ta để mà biểu diễn một đêm là cúng dường hoặc là hoành tráng. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Chúc mừng đi ạ. Dạ, và một ca khúc lên được anh em trong giọng hát từ một sáng tác của nghệ sĩ Trúc Linh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều. Má rất là hân hoan mà được đến đây để phục vụ quý vị. Quý vị một tràng pháo tay thật lớn đấy nha. Thank you.
Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Thank you.